lùi về lại, lùi lại phía sau. Đề nghị lực lượng an ninh chúng ta sang bên phía ban thư ký để làm cái nhiệm vụ hành lang bên ban thư ký. Điểm vào đây thôi luôn. Đình coi đó. Đâu Đức Đình đó. À đó rồi. Hay mày hiểu ơi. Mất đi.